Rêu con đứng chơi gì đó? Chơi slam. Vậy đó hả? Slam này ở đâu vậy? Hồi nãy đi làm nó slam đó. Nãy Rêu làm gì? Rêu làm cái gì? Rêu mà đi làm hả? Rêu đi làm hay đi đâu mà nói lại coi, đi đâu? Làm á. Đi chơi chứ đi làm. Lại Rêu đi chơi đâu? Đi chơi nhưng mà sao? Ý là em nói làm slam này nè. Làm lem chứ không phải là đi làm hả? Ý là em nói làm lem. Đi làm lem á. Đi xuống đâu mà chơi làm lem? Chỗ nào có làm lem mà chơi vậy? Ở đâu? Không rủ đi đâu mà không rủ hoài đi chứ. Em đi ốc trịch thì ít trịch gì em quên rồi. Đi ốc trịch thì ít trịch gì quên rồi hả? Này chắc đi ốc trịch mo chứ gì? Phải không? Với chỗ mà biêu bé phải không? Chơi gì đâu mà bàn tay đó lộn ghê. Giống như máu vậy, người ta tưởng máu. Ghê quá. Trời ơi, tưởng bà phù thủy chứ. Ghê quá. Chọn cái màu gì đâu mà. Cái màu gì vậy nè? Màu đỏ nhưng mà nó thành màu hồng. Chị đó hả? Chứ không phải màu cam hả? Giống cam quá. Nó thành màu cam hồng. Em chọn màu đỏ mà nó thành màu cam hồng. Vậy đó hả? Có người ta chơi đâu? Em ốc shopping có người ta chơi đi. Nhưng mà em ốc shopping ao mồ mất cũng. Cái này làm trong cái bóp ao mồ bỏ theo cái bóp hình. Người ta chơi đông không Bia? Em Bia dưới chơi đông không? Em bé xuống dưới chơi đông không? Hả? Hả có mình Bia chơi à? Nhiều baby lắm. Vậy hả? Chơi đông không? Nhưng mà người em hết thấy baby rồi. Người lớn không hả? Mấy anh mấy chị lớn hả? Có baby nhưng mà hồi nhìn lại có baby vậy. Có một baby à. Baby nhìn lại có nhiều baby lắm. Em nhìn lại có một baby à. Vậy hả? Một baby đó là tên gì? Tên gấp reo phải không? Em là gấp reo nè. Rồi baby nữa hả? Một baby nữa, con trai con gái. Con trai con gái. Trai vậy. Baby đó là con trai hay là baby đó là con gái? Gái. Giống reo vậy đó hả? Baby đó cũng chơi lem giống reo hả? Chơi rồi nó dính tèm lem cái tay là rửa ra hôm nay không biết nữa. Chơi ở dưới dơ quá rồi đâu có nước đâu rửa. Hả Rêu? Lấy sanitizer rửa. Lấy sanitizer rửa hả? Clean. Lấy sanitizer clean thì. Chơi gì không chơi, chơi này dơ quá. Dính quần rồi. Đó thấy chưa? Quái nói mà. Quái nói mà. Nè. Dính là không mất cửa ra được nữa rồi nè. Trời. Hồi ní phiểu nè. Phải không? Let's go. Let me do. Fire all that's cooked. Let me cut it in half first. Let me see. Let me remove it first. Now it's getting longer. It's getting longer, guys. Lòi ra đó, cắt đi. Lấy con dao á, Rêu có con dao trong này nè, lấy dao cắt nó dễ hơn cái đó. Rồi lấy dao nè.
vô cắt cho nó vòng vòng đó chứ đi tìm chìm lẹp nhẹp ghê vậy. Chìm nhẹp đâu à phao nè. Cái đó cái kéo dao kìa. Cái muỗng nè, cắt sắn nó ra vậy nè. Rồi đeo cái open nè. Có dấu gì không để quay mở ra coi gì trong đó. Nothing inside. What you have to find it? What? What? Cái gì chồng? Let me cut it. Cut đi. We need that circle. This circle is for you. We need to cut them. And the circle give to you, okay? I will give you this circle. Em lấy hết cái này đưa cậu ngoại. Cái này là cái gì? Cái này nè. Khúc nè. Cho quậy kiếm á hả? Cái khúc trong em làm lại sơ cổ nha. Cái thành nguyên cái sơ cổ đẹp này nha. Rồi chưa? Nè. Cái này của ngoại nè. Chi vậy? Kiếm. Kiếm hả? Kiếm. Let me cut this first. Let me see. Then open it. Bây giờ tôi hiện quậy ha. Quậy mở cái này ra quậy kiếm coi cái gì chổng phải không? Rồi bây giờ là quậy nghĩ là cái gì phải không? Quậy nghĩ là trong đây có cái chai cái có cái lon khúc. Không có khúc, chổng toàn là mấy cái phân nì hả? Khúc không à? Phân nì khúc hả? Vậy là không phải vậy surprise. Surprise, có surprise chổng. Có surprise, để kiếm coi phải surprise không? Cái đó là Fanta. Và mở lộn ngoài, cái đó là Fanta. Fanta, không phải surprise. Surprise đâu? Cái này là Pepsi. Pepsi. Hai cái rồi, còn hết. Cái này là Sprite nè. Sprite màu gì? Green. Rồi, còn Fanta màu gì? Fanta màu orange. Fanta màu orange. Này, Fanta orange. Sprite green. Pepsi blue. Vậy là ba màu, ba loại. Rồi. Xong. Tìm được ba chai nước ngọt đẹp quá. Cái chút xíu xíu à. Cái này đâu có vậy Riel? Người ta cho luôn á hả? Không sao? Phải. Lấy đâu? Mình lấy gì biết không? Mình lấy slime á, mình làm slime. Mà mình chọn này hả? Sao mà mình chọn chứ? Bỏ vô. Trộn lại, bỏ vô cái hộp, đậy lại, đem về chơi tiếp. Vậy hả? Vậy là người ta cho mình chơi rồi xong rồi mình người ta cho đem về luôn. Kiếm gì? Em kiếm cái này, em bỏ ở đây, em quên. Vậy đó hả? Em kiếm cái cục này nè. Vậy đó hả? Bỏ nãy bỏ vô mà quên hả? Chưa già mà quên rồi. Con nhỏ mà quên rồi. Trời ơi, chưa già mà bỏ vậy đâu quên rồi. Thôi dơ quá rồi, dẹp đi chơi khác. Lấy chuyện khác chơi.